Chào các bạn, hôm nay là lão Du tôi đang cầm trên tay gói trà Thái Nguyên, trà Tân Cương. Gói này khoảng 100 gram của Nhung, cô ra Thanh Hóa rồi cô đi từ Thanh Hóa đi Hà Nội, từ Hà Nội đi Thái Nguyên cùng với người 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 cháu với người em của cô ấy. Thì cái người em nói đó, cô tên Oanh, cô ấy mới mua 2 gói trà gửi tặng Du. Thì hôm nay đáng lẽ Du sẽ khui gói trà này để uống, nhưng mà Du xem này là hôm trước Du mới mới khui cái gói gói trà Tân Cương mà Du nhờ anh Lê Giang anh mua giùm. Đấy, 700 một ký. Cho nên hôm nay cái gói trà lỡ khui rồi, cho nên hôm nay Du uống đỡ cái gói trà này, còn cái gói của cô anh cho này á, Du sẽ để dịp khác. Thế là uống lúc nhiều lúc phí. Thì nên là Du cái ấm ấm trà bát tràng là Du vừa vừa chăm nước sôi vào để tản ấm cho nó nóng ấm, thì Du tắt cái nước ra. Đấy, nước này nước tản ấm, Du dùng nước sôi để mà làm nóng cái ấm, cho nên chỉ có nước sôi thôi. Đấy, đổ nước sôi ra rất là nhiều. Du đã dùng nước sôi tráng tráng ấm và tráng tách. Đấy, thì bây giờ là Du pha bằng cái trà trà này cũng là trà Tân Cương, mà cái búp trà đó, búp trà nó nhỏ như là trà nọ tôm vậy đó. Đấy, thì Du chưa uống cái trà này. Đấy, nhưng mà Du uống tại nhà anh Lê Giang thì út bẻ đó, Du uống rồi rất là ngon. Đấy, thì hôm nay Du mới pha thử bằng cái ấm bát tràng. Như tảng cái ấm cho nóng rực. Đấy, đấy, yêu đấy, cho cái trà bát tràng vào, và cái bát tràng, đấy, thêm một chút nữa. Rất là nhiều. Đấy, thêm trà bây giờ. Du dùng nước sôi để mà đánh thức trà, tức là tráng qua một lượt, tráng qua một lượt, người ta gọi là đánh thức trà. Đấy, còn cái nước này này sẽ nấu. Thì Du sẽ nước đầu nước tráng trà này Du bỏ đi.
chờ nước sôi ra. Nước của dưa sôi lại đó. Bây giờ dưa sẽ thấm nước sôi. Đây là cái nước này dưa nấu nấu sôi lại lần nữa. Đấy. Bây giờ mới chăm vào. Đấy, cái mùi trà bốc lên rất thơm rồi. Đấy. Mình chăm để mình luôn. Đấy, thì bây giờ là chờ để thưởng thức thôi. Đấy, thì là bây giờ là giờ chờ để thưởng thức cái trà trà của anh Lê Giang anh mua dùng. Tách này vua như trắng này nha các bạn, như trắng tách thôi, cái tách giờ cầm vẫn nóng mà. Tách cầm còn nóng rực. Đấy. Đây. Cho thêm một lần nữa. Bây giờ mà chính thức cái tách này là tách để thưởng thức đây. Ấm này không có tác dụng. Đấy.